tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng chơi máy múc hoa quả nha. Nào, chúng ta cùng chơi máy múc hoa quả nè các bạn ơi. Wow, đây đẹp chiếc máy múc màu hồng đấy. Wow. Nhiều hoa quả các bạn ơi. Đây quả dưa hấu chứ không ạ? Đúng rồi, quả dâu thì anh phát âm là gì nhở? Watermelon. Watermelon, đúng rồi. Còn đây là quả gì nhỉ? Quả cam. Quả cam thì anh phát âm là gì? Orange. Orange. À, đây quả gì nhỉ? Quả chuối. Chuối phát âm tiếng là gì? Banana. Banana, đúng rồi. À, quả gì đấy bạn ơi? Quả táo. Quả táo à? Quả táo là ui ngon quá. Quả táo thì anh phát âm là gì nhỉ? Apple. Apple, đúng rồi. Chúng ta múc đi. Bạn ơi, để tôi điều ô tô đến nhá. Điều ô tô đến nào. Ô tô đến đi. Đâm hoa quả nào. Bạn ơi, bạn múc hoa quả lên đây đi để tớ chở đi cho khách nào. Nào bạn múc ơi. Nào bạn múc đi. Nào bạn nhâm lên. Quả chuối nha. Quả chuối lên nào. Chinh đúng rồi. Múc nào. Wow, quả nho. Đúng rồi. Đây, bây giờ điều mấy quả cân nặng nhất nha. Đúng rồi, điều mấy múc hồng ra. Đây quả cân nặng nhất. Đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Chở đi. Bây giờ tôi chở nhá. Nuôi lại. Được, ta sẽ đổ vào đây nhá. Nuôi vào đây nào. Chút vào em. Nào tiếp tục hành trình nào. Ô tô đến nào. Múc quả tiếp nào. Quả cân nặng nhất thì phải dùng máy múc này nhá. Ta múc quả này nhá. Đây có những quả cân nhẹ nhất. Được rồi, tôi lại chọn. Tôi đã lùi nhá. Nuôi nào nào, đổ đây tiếp nào. Tiến lên. Nào tiếp tục hành trình nào. Quả cân nhẹ nhất. Quả cân nhẹ nhất. Hết rồi. Hết rồi à? Nuôi nào. Tiến nào. Đâm thẳng vào đây nào. Bốc đầu lên. Quay đầu nào bạn ơi. Cẩn thận rơi nhá. Quay đầu nào. Thành công rồi. Vậy là chúng ta đã múc một thành công. Một rổ hoa quả đấy các bạn ơi. Nhìn này. Wow. Rồi, lại nắp lại nhá. Đấy. Để nắp lại này. Đấy. Chúng ta bây giờ mang vào để tủ lạnh để cho mát rồi ăn nhá các bạn nhá. Cắt thôi. Hôm nay chúng ta bạn ơi bạn múc hai cho em mấy múc đâm nhau đi. Hai múc đối đầu xem nào, mấy nóng có khỏe hơn nào. Wow, múc vàng thua rồi. Thôi hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi nhá. Tạm biệt các bạn nào. Hôm nay chúng ta cũng đến thôi nhá. Chào tạm biệt các bạn nha. Yeah, bye bye.